giờ là đến phần của các thầy mo, các thầy cúng ra nhảy. Xin mời chúng ta cùng xem nhé. Tụ ra biểu diễn đấy, theo phong tục luôn. Giống như kiểu diễn kịch đấy, cũng ra người đập búa, người thì cầm nến, nến thì gắn trên đầu lưỡi kiếm, kiếm cổ luôn nhá mọi người nhá. Đây là đến phần biểu diễn lao động sản xuất anh nhé, mọi người nhé. Đây là giống như kiểu diễn